Ok, hôm nay mình sẽ trình diễn kỹ năng bay em thử phi cơ này, các bạn hãy theo dõi nhé. Một quả đường băng rất là đẹp. Rồi. Ui. Đẹp nhỉ. Ui. Kinh nhỉ. Đúng là một mình một bầu trời khác. Thao vùng vẫy nhỉ. Được, hôm nay trời nắng đẹp đấy chứ. Mình mấy ngày toàn tập luyện, mấy ngày trời mưa gió. Cả một chuỗi ngày mưa gió. Đi vào đây xem nào. Đây hành trình đi nhặt máy bay thử phi cơ anh em nhá. Đây. Con thử phi cơ của chúng ta đâm xuống nhưng mà vẫn nguyên vẹn, không vấn đề gì cả. Vẫn ngon. Yeah.